bài 16.10 trong một quả cầu bằng chì bán kính là R lớn người ta khoét một lỗ hình cầu bán kính là R trên 2 tìm lực do quả cầu tác dụng lên một vật nhỏ khối lượng là M nhỏ trên đường nối tâm hai cái hình cầu này cách tâm hình cầu lớn một khoảng là D biết rằng khi chưa khoét thì quả cầu có khối lượng là M lớn Đấy. rồi bây giờ đây là chúng ta có cái hình cầu này hình cầu lớn thì người ta khoét một cái lỗ và cái lỗ này thì có bán kính là r trên hai tức là bằng một nửa cái bán kính của cái à, quả cầu lớn này đấy rồi và cái vật này quả cầu nhỏ này thì có khối lượng là m nhỏ đấy, quả cầu lớn này khi chưa khoét nha các em khi chưa khoét thì nó khối lượng là m đó thế thì chúng ta phải trừ cái khối lượng mà chúng ta đã khoét cái lỗ đó ra rồi đúng không ừ rồi thế thì à, chúng ta gọi cái à, lực hấp dẫn giữa quả cầu và cái vật m là là F đấy và cái quả cầu mà bán kính r trên hai quả cầu, quả cầu mà đặt ấy, ấy, là có bán kính là r là quả cầu đặt rồi như vậy thì nếu mà chúng ta à, chúng ta thấy rằng là cái quả cầu mà 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 bị khoét đi một lỗ thì nếu như chúng ta trước khi mà bị khoét đi á, thì nó có lực hấp dẫn là gọi là F đi F1 đi đó hay là F đi thì sau khi mà bị khoét các em thấy lực hấp dẫn nó sẽ giảm xuống đúng không nó giảm xuống tại vì cái khối lượng nó bị thay đổi mà Đấy, khối lượng nó thay đổi thì nó sẽ bị giảm xuống thì bây giờ các em cứ tưởng tượng như thế này à chúng ta sẽ hình dung như thế này tức là ban đầu ta giả sử là khi chúng ta chưa khoét cái lỗ đó thì cái vật này nó cái quả cầu này nó sẽ tác dụng lên nó sẽ tác dụng lên cái vật m nhỏ này một cái lực là một cái lực là F đi đấy, thì gọi là F 0 đi F 0 là khi nó còn đặt nhá còn đặt đấy đó, tác dụng lên vật m này một cái lực là F không Đại sự như vậy đó F0 được hấp dẫn ban đầu của nó Thế thì khi chúng ta quét một cái lỗ thì cái em thấy nó sẽ giảm đi và nó giảm đi đúng bằng cái lực hấp dẫn của cái phần mà chúng ta quét đi đúng không cái lực nó giảm đi á, thì chính là bằng cái lực hấp dẫn của cái phần này à. ví dụ phần này nó tác dụng riêng cái phần này nó tác dụng lên cái lực hấp dẫn lên cái vật em nhỏ đấy một lực là là f uh, F1 đi thì khi chúng ta khoét đi thì nó giảm đúng bằng cái lượng F1 đấy, hiểu chưa? Đó. Và cái lượng còn lại thì chính là bằng cái lượng của cái quả cầu đã bị khoét, cái độ lớn còn lại chính là độ lớn của lực hấp dẫn của cái phần mà đã bị khoét đi, hiểu chưa? Đấy. Thế thì chúng ta tính cái lượng, cái lực hấp dẫn của cái quả cầu mà bị khoét này nè, thì chúng ta sẽ lấy cái lực hấp dẫn của toàn bộ cái quả cầu lúc chưa bị khoét, chúng ta trừ đi cái lực hấp dẫn của cái à, quả cầu nhỏ này, được không? Đấy.

Rồi chúng ta tiếp tục nha Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tính cái lực hấp dẫn do cái quả cầu lớn Quả cầu đặc khi mà chúng ta chưa khoét ra Rồi ta trừ đi cái lực hấp dẫn do cái quả cầu nhỏ này Thì nó ra cái quả cầu mà đã bị khoét đúng không Rồi thế thì ta gọi cái khoảng cách mà từ cái quả cầu Cái tâm của quả cầu lớn Đến cái Tâm của quả cầu lớn đến cái Cái vật M này là D Được chưa? Cách một cái khoảng là D Đó theo đề bài thì người ta chưa đó, người ta chưa cho mình mình ký hiệu thôi thầy ký hiệu là d được chưa đó, ký hiệu là d rồi và cái khoảng cách từ cái tâm của hình cầu bé hình cầu mà màu đỏ này nè đến cái vật m này thì sẽ là d trừ r trên hai đúng không em đấy tại vì à, xin lỗi d trừ cho ờ à, đúng rồi trừ r trên hai tại vì nó bé nó bé hơn cái lượng là đây nó bé hơn một khoảng là r trên hai này em mình không cái, cái bán kính của cái hình cầu nhỏ nó là r trên hai đấy cho nên là cái này sẽ là d trừ r trên hai đó đúng chưa rồi thế thì ta có ta có là cái lực hấp dẫn do cái quả cầu mà đã bị khoét lực hấp dẫn do quả cầu bị khoét thì sẽ bằng lực hấp dẫn của cái quả cầu đặc tức là cái quả cầu mà chưa bị khoét đấy à, ta trừ cho cái lực hấp dẫn của cái phần mà bị khoét Đấy, ta suy luận như vậy. Được chưa? Như vậy chúng ta có F à thì sẽ bằng F0 F0 trừ đi F1. À F0 là cái lực của cái quả cầu đặt còn F1 F1 là cái quả cầu nhỏ, quả cầu mà chúng ta khét nó đi đó. Đó. Thế thì chúng ta có F0 thì theo công thức tính thì nó sẽ là bằng g nhân với m. Khi nó còn đặt thì khối lượng của nó là m các em. Rồi chia cho D bình phương em à, M nhân M nhỏ Chia cho D bình phương Trừ cho G cái Quả cầu này bị khoét đi á Thì thầy gọi cái khối lượng mà mình khoét đi đó là M1 Rồi chia cho D Trừ R trên 2 Tất cả bình phương Đúng chưa Rồi bây giờ vấn đề là bây giờ chúng ta sẽ đi À chỗ này có M, M, M nhỏ nữa nha các em Rồi vấn đề là ta đi tính cái M1 này, này M1 thì chúng ta sẽ dựa vào cái thể tích của nó các em Tính theo thể tích Đó xem là nó chiếm bao nhiêu phần của M M1 sẽ chiếm bao nhiêu phần của M đây là m này thì các em thấy cái thể tích của cái quả cầu lớn đó, quả cầu đặc á, thể tích của quả cầu đặc thì hình cầu thì chúng ta có thể tích là bằng 4 phần 3 phi R mũ 3 đây là quả cầu đặc còn cái quả cầu mà khoét đi á, quả cầu mà chúng ta khoét đi thì là V1 thì bằng 4 phần 3 phi bán kính của nó là R trên 2 các em thì là bằng R trên 2 mũ 3 đó thế thì chúng ta thấy là có phải là nó sẽ bằng 1 phần 2 mà mũ 3 là thì bằng 1 phần 8 của cái thể tích của cái quả cầu lớn không đúng chưa đó, thể tích mà bằng 1 phần 8 thì ta suy ra cái khối lượng của nó cũng bằng 1 phần 8 tại vì nó cùng một chất mà. Đấy, 1 phần 8 M. Ta thay vào đây. À, ta thay M1 bằng 1 phần 8 M vào đây. Thì chúng ta sẽ có chỗ này G ta rút gọn luôn. M rút gọn G này, rút gọn M nhỏ này, rút gọn M lớn và M1 và bằng cách thay M1 bằng 1 phần 8 M lớn vào. Thì rút gọn M lớn luôn. Thì bên này chúng ta chỉ còn là 1 trên D bình phương thôi. Được chưa? một trên D bình phương. ở bên này thì chúng ta sẽ còn là 1 trên 8 D trừ R trên 2. Tất cả bình phương. Đấy. Đúng chưa? Rồi. À, chỗ này không phải rút gọn, xin lỗi. Chỗ này không phải rút gọn mà chúng ta đang tính cái hiệu mà. Sorry, Đây nhầm chúng ta đang tính cái hiệu này chứ không phải cho hai cái này bằng nhau phải là dùng từ rút gọn không đúng rồi sorry chỗ này chúng ta thay thay vào thôi thay vào thì chúng ta sẽ có là thay m 1 bằng 1 phần 8 m vào được chưa thì chúng ta sẽ đặt ra làm thừa số chung các em thì f lúc này ta đặt g ra làm thừa số chung này m ra làm thừa số chung luôn rồi là à, m 1 mà bằng 1 phần 8 m thì ta đặt m ra làm thừa số chung luôn đúng không trong này chúng ta sẽ còn một trên d bình phương trừ cho 1 phần 8 cái D trừ R trên 2 bình phương Đấy Chúng ta sẽ còn này Đó Rồi Chỗ này chúng ta có thể quy đồng lên các Quy đồng lên bước nữa cho nó gọn nhé Trước này thì chúng ta còn G này M này Chỗ này chúng ta quy đồng lên á Thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có gì đây Chúng ta sẽ có cái mẫu chung của chúng ta sẽ là 8D bình phương Đúng không? rồi là d trừ r trên hai tất cả bình phương đó còn cái tử á cái tử khi chúng ta quy đồng lên thì ở đây chúng ta sẽ có là 8 d trừ r trên hai bình phương bên này là trừ d bình phương đúng chưa rồi chúng ta khai triển cái này ra luôn khai triển này ra luôn thì chúng ta sẽ có gì cái d bình phương này là chúng ta sẽ có là khai triển này ra luôn nhé thì chúng ta sẽ có là d bình phương này trừ à... RD và cộng với lại là R bình phương trên 4 này, đúng chưa? Đấy, trừ đi D bình phương này. cái này đã nhân vào thì 8D bình phương mà trừ D bình phương là còn 7 thôi. 7D bình phương này trừ cái này đi. Rồi, chỗ này là -8 RD. Đấy. Và chỗ này 8 nhân 2 thì 8 mà 8 mà chia cho 4 là còn 2. 2R bình phương. Đó. Như vậy chúng ta chỉ còn này thôi. Đấy. Như vậy đây chính là cái lực hấp dẫn của cái quả cầu mà chúng ta bị khoét một cái lỗ đấy lên cái vật m. Được chưa? Đó thế thì sau này gặp cái dạng bài mà cứ bị khoét như thế này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ tính cái lực mà do cái quả cầu lúc ban đầu chưa bị khoét. Sau đó các em trừ cho cái quả cầu mà đã bị khoét rồi. À xin lỗi trừ cho cái quả cầu mà chúng ta khoét ra đó. Nhưng mà lưu ý là không phải là khoét ở chỗ nào thì kết quả nó ra giống nhau nhé, khoét ở chỗ khác ví dụ bài ngược lại người ta khoét ở bên này khi người ta khoét bên này thì các em thấy nó sẽ thay đổi kết quả tại vì cái lực tác dụng do cái quả cầu đặt thì nó vẫn như cũ nhưng mà do cái quả cầu mà mình khoét này nè thì nó sẽ nằm xa hơn đúng không chỗ này phải là d cộng thêm r trên hai khoảng cách đến cái vật m nó sẽ xa hơn cho nên tùy vị trí mà người ta khoét chứ không phải là cứ khoét ra cái quả cầu r bán kính r trên hai thì kết quả nó giống như vậy đâu được ra các em chú ý chỗ đó nhé rồi cái phương pháp giải mà cái quả cầu bị khoét là như vậy nha. Bài 16.11 Gia tốc rơi tự do của một vật tại nơi cách mặt đất một khoảng là H là G bằng 4,9m trên dây bình phương. Biết gia tốc rơi tự do trên mặt đất là G0 là bằng 9,8m trên dây bình phương và bán kính trái đất là 6.400km. Hãy tìm độ cao H. Đấy,